liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng từ Campuchia về Việt Nam. Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tiếp nhận đầu thú và quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng. Vào tối ngày 25 tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn kim loại nghi là vàng từ hướng Campuchia về tỉnh An Giang của Việt Nam. Trong năm đối tượng liên quan đến vụ việc thì có 3 đối tượng chủ động ra đầu thú. Bước đầu các đối tượng khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng quá là dàn thỏi và dàn nữ trang qua lại biên giới. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.